ngày bây giờ em nhìn thấy nhỉ? Ăn này ghê gớm rồi. Dưới à? Ôi, cái chậu đẹp quá, em thích cái chậu thôi. Hoa thắm cơ. À vào tôi thôi, trên chợ 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 sông Nghệ kìa. Cái này 65 nghìn. Đặt ma này khỏe quá nhỉ. Mua đi. Yêu ái. Vấn đề là kinh phí thôi. Đấy. Đơn giản, cháu lấy thì chú nói giá mềm như bún. À mà hôm nay cái này cái xanh trà lưỡi thành vàng nó bảo chú vẫn rẻ quá, mà hôm nay mà lấy. Chậu đẹp quá. Vâng, là bán mua cái đấy không lấy chậu thì em lấy. Đúng đó rồi này. Nhẹ bỗng. Mấy cái chậu là hơi nặng, chậu dày. Cái đống này nhẹ không mà, nhức bỗng nhẹ không mà. Kia nó có cái nhiệt, cái ruối à, đúng là. À chú ơi, tắc quầm nhỏ đấy. Bắt tiền anh. Chưa bán lên nuôi. Nuôi đi về lên. Ra đây có cái dưới to hơn cái nào. Đúng rồi. 3 tạ, cái này. Đẻ luôn. Bán nó. Này lại mang cái xanh này đi đẹp thế. Biết chứ. Quá. Dương Anh thì không phải nói. Có thì cũng phải có thì mình đây. Mua được cái gì vậy? Quả. Ông chọn nó chẹo hơn chẹo rồi. Cục mắt xuống. Anh hả? Chọn nó chẹo hơn chẹo rồi. Giả tượng. Là giả tượng. Cái không mấy bầu trên. Đây là không lấy cái gì dưới. Đập để cho nhé, nhấc nhé. Các cái đồ ở chợ này không chơi được cái gì, chỉ cây về chơi chỗ khác. Cái này do anh mua về do chứ cây không phải chợ 82 triệu rồi. Nên chưa kể là em bắt chậu đi. Cần cây, cần tượng, đúng không? Cái thắt cổ có lẽ anh mua đâu được 1.82 triệu này, không có. Tay cả như thế, rung gió rồi. Cây nào mới vài không lấy tiền. Anh chơi đi chợ đấy, hào hoàng. Chi đỏ tía đẹp này. Giờ có chi trắng. Ui, trắng. Trắng thì chè, không mà thua. Trắng nó mỏng lá. Đáng trêu. Mỏng lá với ra lá to. Đấy, nó mỏng lá to càng đẹp, nhưng mà nó khi nó mỏng. Nó cứ như đồ ngoại ấy mà. Đây đúng đó này. Chưa phải là hàng kinh điển. Kinh điển nữa. Không mua được. Chơi mà không có chút điểm mà chơi thì không thể mua được. Nó như một hoa hậu rồi thì mua về làm chứ. Nói nhá. Hình thức là không thích bằng cây đàm nọ. Cây đa là giá trị của đa nhá. Tất nhiên. Thì cây đa, có nhiều cây đa là giá trị rất thấp như này. Bán dễ được. Anh em sống nhau không có ấn tượng, không đến nhau được. Cái đẹp cháu, có cái để ấn tượng nhau. Cháu là ngồi với Hùng. Đồng hào. Đồng hào. Đi qua đấy mà chú. Đấy, tên đoạn đấy. Cháu định vào cho chú nhưng mà đấy, muộn quá rồi. Tôi dùng thêm đoạn nữa. Là cổng chùa đúng không? À, cổng chào, cổng làng. Cổng chào mà giống cái chùa đúng không? À, cổng làng đúng rồi. Dễ có cây này trông mẹ này. Anh cái này. Không, cây anh này cho em mình ra anh mình. Cây này nha, cho không lấy luôn, nói thẳng luôn. Thật không? Cho không lấy. Nhau có chỗ để gì? Thật luôn, không phải không phải chỗ để. Có chỗ để không lấy cây này. À, nói thế luôn. Cây này tôi yêu chưa bán đâu. Xin đừng lăn nỉ gặng phải lâu. À kinh. Khổ quá, không cho được. Thế sao? Yêu chưa bán đâu. Cái phần rễ là trông có cái phần rễ vô duyên quá. Quái như mình trông nó vô duyên. Người thọt thì chết đi, cây thọt không được chết. Đây. Nếu như là lại thích cây này khổ ấy, mà nó tự nhiên nó liền của nó thì được. Trời ơi sao lại kéo thế? Cây mà không phải chỗ chơi thì đâu nó đến khán đài A rồi. Đấy. Cái này có giá khác. Cái lon đó. Thật sự là một làng ấy. Không yêu thương được à? Nhà nào mà nói cho vừa lẫn nhau. Đúng. Mà thế này giờ nếu mà anh Hưng mà lấy thì giả tôi chẳng biết. Cho nước vào nhấp toàn bộ rễ ra đây không lấy tượng tiếp. Chơi nhà tôi tượng đồng cũng chưa tượng gốm tiếp. Thế á? Ừ. Thế làm thế nào để gắn làm chi làm nào? Cắt dê. Không lấy gì cả. Không cắt được, không lấy được. Cắt dê. Đào dưới lên. Để mẹ làm ngay thể hiện ra đập đường giết ngay trước mặt cho mọi người nhìn. Nhưng mà nào thế phải đập cái này đi. Không đập, không cần đập. Không cần ra rút ra được à? Không đập. Rút được. Ôm cả lọ về.
không rút được. Gắn keo rồi mà gắn keo rồi. Nó gắn, nó gắn. Gắn si rồi. Không yêu đổ ngay chứ. Riêng ta xay si cắt dễ này dưới về cắm cho xong là lên luôn. Kệ mẹ nó lắp từ dưới này nhấc lên này. Nhấc nhấc xung quanh này cho cái nước này nhấc lên. Nhấc lên. Đơn giản. Xong rồi nó mua rồi thì làm gì được. Nhiều thời gian trên cây. Ngoài là cây đối tiên rồi. Cây là mùa đông. Mùa đông hơi chậm một tí nhưng có cách của nó. Người chưa đẻ được cái mắt phải đẻ ra. Cái gì? Cái là sinh vật cảnh đó đây quái gì mà. Bê lên, bê lên. Chỉ có người này, người già mới có thôi. Mất phẩm. Chậm. Dễ chơi. Xanh à? Thế nào đi? Đây đi. Bác này. Ôi con xinh quê, con xinh quê. Thực ra nó đẹp. Đố, cái này gì? Cái này. À cái này gì? Thực ra nó đẹp lắm, nghiêng bè, mà trắng. Ai, anh Nguyễn này cái lá móng đi. Ôi xanh rồi nhiều lắm rồi, mấy mấy cây xanh. Nhưng có dáng như dáng này chưa? Dáng này chưa là cái gì? Có dáng vận động viên marathon chưa? Vận động viên này là lúc nào cũng sẵn sàng chạy. Ờ chứ sao rồi? Xanh thì quá nhiều. Nhà có cái này chưa? Cái này của ai chứ nhỉ? Của chú Hưởng đấy. Chết, chết, cái chết, cái chết. Bao tiền? Kia ấy, của chú à? Đây gài vào đấy à? Lặng đây nhanh, khéo sắp rồi rồi rồi. Bác này bác ký kết quá. Hả? Bác này bác ký kết quá. Bác này hay này. Chắc rồi đó. Này chắc rồi. 4 năm tuổi. 4, 5 năm rồi nó báo. 4, 5 năm. Rồi lại ra ăn cái đồ kia. Cứ để xem bác này là tôi chốt không đấy. Mà kia gốc hồi to nha. Kia ở đầu nè. Đấy, đang lấy đấy. Báo giá hợp lý hơn bà này tí. Nhưng không biết có xuống hay không. Chứ bà kia ông họ quất phát bảo là 5 triệu hay không? Ừ. Sợ lắm. Gốc tao đùng cái gì? Hôm nọ mà em ngồi với anh ấy cho cả bố xem cá như đã lượn đi nhìn mà con thì đấy hỏi nhưng nói chung là bất thích cái này gì xi này là xi bút đỏ xi đỏ bố này là bố kết lắm rồi còn có duyên thì mình lại sơi thôi. Không bây giờ mình cho đứng cũng được cho lộ để ra quay nốt chỗ này. Điền. Toàn điền. Gọi điện cho chưa? Em chưa. 1.2 mà. Ôi 1.3 luôn. Quả luôn. Nó hẹn lấy cái này à? Không. Bảo em mà có cái điện quái nào điện cho gửi cho mà em gửi rồi. Chắc là đi làm. À, ừ nó đang làm mà. Trong tàu. Cho vào đây trong tàu. Ơ cứ để nguyên cái để nguyên tôi cho tôi khác. Cứ để nó trong cho túi ngoài mà. Đấy. Xong rồi. Bán mấy cái đồ con nhỏ nhỏ ấy rất là dễ. Anh gọi cho anh đi qua. Có anh gọi ra đâu em chỉ là. Triệu bạc. Tôi sợ.
Ôi giời, em mua đôi vợ chồng thế. Ấm thế. Em gửi cho ấy gì? Nó chưa dính vào nhau. Thôi được, nó đang yêu đương đâu. Ấm thế nhỉ. Mua mua cốt điện này hay đấy nhỉ. Vâng, nó cốt rồi. Triệu bạc. Không anh em mấy chụp đấy, tác phẩm của tao đấy nhá. À thế à? Quay lên luôn, tao có cái này của tao đấy. Lấy rồi à? Lấy rồi à? Lấy rồi đấy. Lấy tác phẩm của tao đấy. Đi làm trước luôn, chú mời. Tác phẩm để giải rác nhé, bên này cái, bên kia cái. Đấy, nó gọi là răng mà. Tác phẩm của anh ấy mua rồi, về bán không bán được. Ôi, khổ quá chả vấn đề gì. Chơi đúng không? Khổ quá thì để chơi. Đắt lo ế mừng. À. Nó gọi là đắt lo ế mừng. Thế thì có cái mà dùng chứ đúng không? Với đẹp đẹp. Đấy, ba vai đấy. Ba vai. Chơi con ba vai đi. Con này mềm lắm. Con này thì quá già. Không cần được quảng cáo đâu. Vâng. Hôm nay bác thì chuyên si rồi. Vâng, hôm nay ông là thợ rồi. Bác lấy đi là để hầm lý cho bác. À, hôm nay để bán cho bác một cây về lấy tiền đông cạo đấy. Ôi trời ơi, đồ hoàn cảnh mày. Đồ hoàn cảnh. Bán cây cảnh với lại chơi cây cảnh, cứ nói không có tiền đông cạo thì đừng có chơi, đừng có bán. Đừng nói thế cho nhanh. Nên chẳng phải phải bán đi để ấy, thì lúc ham quá thì bán gạo đi để mua cây. Đến lúc phải bán đi để ấy chứ. Được mua gạo. Đói thì ngắm thế nào được. Được mua gạo, gạo lại tăng giá rồi. Phải no thì mình ngắm được. Sâu nhỉ? Không biết ạ. À. Chắc là cùng là vừa phải thôi bác ạ. À. Chắc chắn là ngập sâu rồi. Đây này chắc là bác định bác cứ nhổ hẳn ra bác xem. Hẳn là VF ra ngoài mà. Nhổ ra bác xem. Thoải mái. Mua cũng phải thoải mái. Sách tẩy. Ui. Liền này quái ghê đấy nhỉ. Quái. Đây 2 triệu rưỡi không ạ? Cốt đẹp quá. Đôi này thế nào đấy anh? Hôm đấy bán 1 triệu thôi. Đang yêu nó mới đẹp chứ ông này. Cái này là 1 triệu. Riêng những cái thân như thế mà không lấy thì đúng là cảm giác đầu óc bị làm sao. Đây ạ. Cây là cây hạt của nó. Để ra lá tươi hết rồi. Khỏe mà. Khỏe, cái khỏe. Nên kiểm